biểu tượng thời trang Jean Birkin qua đời. Nữ ca sĩ, diễn viên, biểu tượng thời trang người Anh Jean Birkin, 76 tuổi, qua đời ngày 16 tháng 7 tại nhà riêng ở Paris, Pháp, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Trang Daily Mail thông tin những người thân cận của Jean Birkin đã xác nhận thông tin bà ra đi vĩnh viễn với truyền thông. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà chưa được tiết lộ. Năm 2002, bà nhận chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và sau đó đã hủy bỏ buổi hòa nhạc vì bệnh ngày càng nghiêm trọng. Năm 2021, Jean Birkin từng bị đột quỵ và đã hủy bỏ một số trình diễn trong năm đó. Năm 2022, bà cũng hủy các show diễn vì gãy xương vai. Sức khỏe của bà nhiều năm qua đã không ổn định và ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp. Jean Birkin sinh năm 1946 tại London, Anh. Bà là một ca sĩ, diễn viên có gần 60 năm hoạt động nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Jean Birkin đã phát hành nhiều album và sản phẩm âm nhạc, nổi bật nhất là bản song ca với ca sĩ người Pháp Jérémy Monon Plus. Bà đạt được danh tiếng nhờ sự hợp tác kéo dài nhiều năm với nghệ sĩ đa tài Serge Gainsbourg. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến với những mối tình lãng mạn, vẻ ngoài nổi bật với phong cách thời trang cuốn hút. Vào năm 1984, tên của bà còn được đặt cho túi sách của Hermès. Đó là một chiếc túi da màu đen, là biểu tượng cho thời trang nước Anh bấy giờ. Cũng từ đó, chiếc túi Hermès Birkin được mọi người yêu thích và là túi sách nổi bật trên toàn cầu.